Vào khoảng 9 giờ sáng nay mùng 4 tháng 7, một vụ nổ lớn xảy ra tại xã Hòa Trị ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình chữa cháy trong quá trình sang chiết mà không được sự cho phép của cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là ông Lê Phương Nam, 53 tuổi, làm nghề tự do. Theo những người chứng kiến, trong lúc đang sang chiết chất bột màu trắng vào bình chữa cháy, thì bình kế bên phát nổ làm ông Nam tử vong tại chỗ. Theo người nhà nạn nhân, ngôi nhà nơi xảy ra tai nạn được nạn nhân xây dựng cách đây gần một năm, chủ yếu dùng cho chăn nuôi. Cách đây khoảng 2 tháng, ông Nam nhận mối từ người quen làm công việc sang chiết bình chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đã huy động cán bộ phối hợp với các ngành liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Thông tin ban đầu cho thấy, việc sang chiết bình chữa cháy trên không được cấp phép của cơ quan chức năng và khả năng chất bột ông Nam bơm vào bình chữa cháy là NaHCO3.